Chiều ngày 22 tháng 12, hạt Kiểm lâm huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng chuyên môn năm 2021, triển khai nhiệm vụ hội nghị cán bộ công chức năm 2022, dự và chỉ đạo có đồng chí Trương Quốc Long, phó chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm tỉnh, phòng nông nghiệp huyện Năm 2021, với tinh thần đoàn kết, thống nhất và sáng tạo, chi ủy cơ quan công đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ. Hạn đã làm tốt công tác tham mưu ban hành các văn bản cho cấp ủy chính quyền địa phương và ngành về khai thác tiềm năng lợi thế của rừng và đất lâm nghiệp, thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lý lâm sản, ngăn chặn xử lý các hành vi săn bắn, bẩy, mua bán, tiêu thụ động vật rừng. Ngay từ đầu năm, Hà đã tập trung quán triệt tuyên truyền luật lâm nghiệp đến toàn thể cán bộ trong huyện và 62 thôn xóm gần rừng, các đơn vị chủ rừng, in ấn 150 băng đĩa phát cho Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn để phát trên loa phát thanh, tổ chức tuyên truyền và ký cam kết về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cho 3.025 hộ trên 62 thôn và 2.299 em học sinh tại 10 trường học, phối hợp với Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện làm 15 tin bài phóng sự về thực hiện công tác bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng, thu sửa niêm yết 4 cấp dự báo, 21 biển tường, 310 biển báo và quy chế phòng cháy chữa cháy rừng, cắm 25 biển cảnh báo cháy, tổ chức tuyên truyền lưu động 45 lượt, tuyên truyền ký cam kết 22 nhà hàng kinh doanh ăn uống không mua bán, giết mổ kinh doanh động vật rừng và chim tự nhiên, vận động nhân dân thả về môi trường tự nhiên 90 cá thể các loại. Huyện Vũ Quang có 49.958 ha rừng và đất lâm nghiệp. Trong năm, hạt kiểm lâm đã tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo vệ rừng tại gốc, khai thác gỗ rừng trồng, các dự án liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn. Qua đó đã phát hiện xử lý 6 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, giảm 2 vụ so với năm 2020. Tịch thu 2,29 mét khối gỗ nhóm 7 đến 8 và 284 kg thực vật rừng, phạt vi phạm hành chính 27 triệu 750 ngàn đồng công tác xây dựng đảng, chính quyền và hoạt động đoàn thể được quan tâm triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả. Các ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện, của chi bộ về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, khai tác hiệu quả tiềm năng lợi thế rừng và đất lâm nghiệp, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện quy chế dân chủ công khai minh bạch, thu chi tài chính. Công đoàn cơ quan đã tham mưu tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thăm hỏi động viên các gia đình công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt các phong trào do ngành và địa phương, liên đoàn lao động phát động. Nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng cơ quan xanh sạch đẹp, hỗ trợ hơn 300 suất ăn cho công dân cách ly. Phát biểu tại hội nghị cùng với biểu dương ghi nhận những kết quả đạt được, đồng chí Trương Quốc Long, phó chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh, yêu cầu năm 2022, tập thể cán bộ công chức hạt kiểm lâm huyện Vũ Quang tiếp tục đoàn kết khắc phục khó khăn, tồn tại tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với các phòng ban cấp huyện tham mưu tốt cho ngành huyện và các xã thị trấn các giải pháp về bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng và phát triển vốn rừng chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên chức và làm tốt công tác quản lý rừng tuần tra ngăn chặn việc vận chuyển lâm sản khai thác rừng trái phép cũng như chống việc săn bắt động vật rừng chim cò nhất là vào dịp tết nguyên đán và mùa nắng nóng sắp tới Tại hội nghị cơ quan công đoàn hạt Kiểm lâm huyện Vũ Quang đã phát động ký kết thực hiện các nhiệm vụ năm 2022.